Về già ở với chồng khổ lắm. Bác Thanh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, bước vào hôn nhân, người phụ nữ nào cũng hy vọng mình có thể cùng với bạn đời răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc. Quả thực có nhiều đôi vợ chồng dù đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi nhưng vẫn rất tình cảm, vẫn rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có rất nhiều người vợ khi về già lại không may mắn như vậy. Họ phải sống với một ông chồng tồi, một ông chồng mà nếu được cho chọn lựa lại, có lẽ có khi mất họ cũng không chọn. Hãy cùng Ngẫm Sử Thi lắng nghe những câu chuyện sau đây và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, khổ sở vì chồng quá xét nét. Tôi năm nay 62 tuổi, là giáo viên đã nghỉ hưu được 7 năm nay. Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Trước ông ấy làm trưởng phòng của một công ty nhà nước, giờ cũng đã nghỉ hưu. Chúng tôi có 2 con, một trai và một gái. Con trai tôi đã ra trường, đi làm và lập gia đình được gần 1 năm nay. Con gái là sinh viên năm cuối ngành xã hội học. Nói chung, cuộc sống của gia đình tôi cũng yên bình, kinh tế không khá giả nhưng cũng chẳng phải khó khăn. Có điều càng ngày tôi càng mệt mỏi khi lúc nào cũng phải căng thẳng, không cảm thấy thoải mái khi ở chính trong ngôi nhà của mình cùng với chồng tôi. Thực ra, chúng tôi lấy nhau khi đã yêu được gần 2 năm nên không phải là không có tình cảm. Chồng tôi cũng là người tốt, yêu thương vợ con, nhưng phải cái ông quá kỹ tính và khó tính. Từ hồi mới lấy nhau, hai vợ chồng son ở riêng, chưa vướng bận con cái, nhưng chồng tôi đã để ý từng ly từng tí nết ăn nết ở của tôi. Ông muốn tôi dậy sớm cùng ông để tập thể dục, nấu cơm để ăn sáng rồi mới đi làm. Suốt thời gian tôi có bầu và sinh con trai đầu lòng, bữa nào ông cũng kiểm tra xem đồ ăn tôi có đủ chất không, có vệ sinh không. Nhiều khi nghén tôi thèm quả mơ, quả mận, ông cũng không cho, bảo ăn chả có chất bổ gì, chỉ tổn hại dạ dày mà lại tốn tiền. Khi tôi ở cữ, lần lượt bà ngoại, bà nội thay nhau đến thăm mẹ con tôi, thì đều không vừa ý ông. Tuy ông không nói ra vì sợ các bà phật lòng, nhưng tôi vẫn nhận thấy điều đó. Với chồng tôi, từ việc bài trí vật dụng trong nhà đến chút gia vị nêm nếm vào thức ăn đều phải đúng bài, đúng kiểu. Quà sáng phải mua đúng hàng, đúng chỗ chồng tôi thích. Có hôm, vì vội đi làm sớm, tôi mua ở hàng gần nhà cho nhanh. Mà hàng đấy tôi thấy cũng đông khách, nên chắc là không phải không ngon và mất vệ sinh. Thế nhưng, khi tôi mang về, chồng tôi chê không ăn và nhịn đói đi làm. Sống với chồng, tôi luôn phải ý tứ, cầu kỳ trong mọi công việc. Mua cái chăn, cái ga trải giường cũng phải chọn đi chọn lại. Mua cái áo tặng chồng, tôi cũng phải xăm soi về đường kim, mũi chỉ, chất liệu, màu sắc để vừa mắt vừa ý chồng. Ai bán hàng cho tôi chắc phải khó chịu và nghĩ tôi là người khó tính như ma. Chứ nào ai biết là tôi còn khó chịu hơn họ gấp hàng trăm lần. Mấy đứa cháu ở quê ông học đại học trên này, hồi mới lên học cuối tuần thường ghé nhà chúng tôi chơi. Cái xe đôi dép các cháu để ở ngoài cửa không ngay ngắn là chồng tôi nhắc ngay. Đi đứng nói cười to quá, nằm ngồi không đúng chỗ cũng bị bác trai chỉnh luôn. Bẵng đi không thấy chúng về chơi nữa, chồng tôi nhắc gọi điện hỏi thăm xem có ốm đau gì không. Biết là mình thương và lo cho các cháu sống xa nhà, nhưng tôi phải đành nói dối là chúng nó bận thi cử, chứ gia đình tôi biết chúng nó ngại đến nhà lại chạm ông bác khó tính. Ngõ nhà tôi trước đây toàn người lớn, nhưng từ ngày có mấy cặp vợ chồng trẻ chuyển đến lại thành đông trẻ con. Trẻ con thì đứa nào cũng hiếu động, nghịch ngợp. Có hôm chúng nô đùa ngoài ngõ, chồng tôi ngủ chưa không được, phải bật dậy, đùng đùng ra ngoài cửa quát thật to. Khổ thân bọn nhỏ, đứa nào đứa nấy nín thinh, lẳng lặng rút quân. Từ hôm đó,
cứ nhìn thấy chồng tôi là chúng lấm lét, sợ sệt. Đến nỗi hôm đi công tác về, chồng tôi có gói kẹo ngon gọi bọn trẻ vào cho, mà chẳng đứa nào dám đến gần. Hồi con trai tôi có bạn gái, cả năm trời mà vẫn ngần ngại không đưa về ra mắt bố mẹ. Tôi hỏi con là con yêu thật hay con yêu chơi mà không đưa về nhà để bố mẹ còn biết mặt. Nó gãi đầu, thì để con thăm dò bố đã, bố kỹ tính lắm, xét nét vừa, chỉ sợ đi về bố lại khoát tay mời đi thì mất điểm lắm. Cưới vợ về, con trai tôi chẳng lo chuyện mẹ chồng, nàng dâu, mà cứ sợ con dâu bị bố chồng bắt lỗi. Con gái thứ hai của vợ chồng chúng tôi là đứa cá tính, lại đang tuổi thích khẳng định và bảo vệ mình. Thỉnh thoảng lại va chạm với bố. Cũng có lúc con nín nhịn, nhưng nhiều khi mạnh mẽ bày tỏ ý kiến. Bố thì cứ khăng khăng ý bố là đúng, con lại quyết tâm bảo vệ ý kiến của con. Thế là thành ra to tiếng. Tôi đứng giữa, hết xoa dịu bố lại giàn hòa với con. Đến là khổ. Ấy vậy mà bố thì đổ lỗi mẹ bênh con thì lại trách mẹ cũng phải đấu tranh để cho bố bớt khó tính đi. Thực ra tôi cũng muốn chồng tôi thay đổi tính nết lắm chứ. Có lẽ chả ai mong muốn điều đó hơn tôi. Biết tính chồng thế, hàng bao năm nay tôi đã góp ý khéo léo, tế nhị có, to nhỏ có, và nặng lời, thậm chí là cãi nhau, chỉ vì cái sự khó tính của chồng tôi cũng có. Nhưng nhiều năm nay, ông có thay đổi được đâu. Trước đây bận công tác, đi làm từ sáng đến chiều, chỉ có buổi tối và ngày nghỉ là gặp nhau nên cũng đỡ. Giờ chỉ có hai ông bà ở nhà. Buổi sáng, tôi tranh thủ ra chợ mua đồ ăn cho cả ngày, còn lại chẳng biết làm gì. Chồng tôi cũng chỉ đọc báo, xem tivi rồi nói chuyện với tôi. Càng dễ nảy sinh mâu thuẫn từ cái sự khó tính, xét nét của chồng tôi. Càng già, cái sự khó tính của chồng tôi tăng lên, lại còn thêm cái tật nói nhiều, nên khiến cho người khác không còn cảm nhận được sự tốt tính của ông ấy. Bây giờ lúc nào tôi cũng thấy chán nản, khó chịu vì cái tính cách ấy. Hôm trước, tôi mua cái áo cộc tay để chuẩn bị vào hè mặc cho mát. Thế mà mới mang về, chồng tôi đã chê, nào là chất vải không mát, cái cổ cắt không đẹp và rõ ràng đó là hàng Trung Quốc, mặc vào người nhỡ bị làm sao thì sao. Tôi nghĩ là áo mặc ở nhà, đi chợ không nhăn nhúm, xấu quá là được, có phải là hàng đặt may ở đâu mà đòi cổ đẹp với vải xịn. Từ chuyện đó, chồng tôi lại quàng thêm cái chuyện tôi mua đồ ăn, thức uống không cẩn thận. Giờ nhiều thứ hóa chất độc hại mua về, khác gì tự tử, bằng hại chồng, hại con. Mà nào tôi có ham rẻ để mua đồ vớ vẩn đâu. Tôi mua rau, mua hoa quả ở hàng rau sạch, mua thịt có dấu kiểm định đàng hoàng. Nói chung, cái gì cũng có xuất xứ, có hạn sử dụng dài. Thế mà giờ chồng tôi nói suốt cả buổi, khiến tôi bực vô cùng, thậm chí là tức đến phát khóc. Tôi chỉ muốn bỏ lên nhà con trai để ở cùng cho thoải mái. Nếu cứ thế này chắc tôi không thể chịu thêm được nữa. Chẳng lẽ sống với nhau đến tuổi này rồi mà còn phải nghĩ đến cái chuyện ly thân hoặc là ly hôn hay sao? Quý vị thân mến, khi về già ai cũng mong muốn có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Ở cái tuổi này rồi, cái gì có thể bỏ qua cho nhau được thì bỏ, phiên phiến được thì phiên phiến. Phận làm đàn bà con gái đã trăm đường khổ rồi, nay về già lại đèo bòng thêm ông chồng hay xét nét, phàn nàn, thì có phải khổ cho các bà vợ quá rồi không? Câu chuyện thứ hai, nỗi khổ chồng lười còn nát rượu. Năm nay tôi gần 60 tuổi, lập gia đình được gần 30 năm. Chồng hơn tôi 9 tuổi, chúng tôi có hai đứa con gái. Vợ chồng tôi cùng quê và cả hai đều có đông anh chị em. Điều tôi cảm thấy buồn chán là chồng không muốn làm gì cả. Từ ngày cưới đến giờ, ông chỉ có ở nhà. Cả ngày ông ngủ đến tận đầu giờ chiều mới dậy. Ngày là đêm và đêm là ngày. Ông không muốn làm gì để kiếm ra tiền, nhưng lại tiêu tiền rất nhiều. Đã vậy, chồng tôi lại có tật nghiện rượu, thuốc lá. Trung bình một ngày,
ông uống ít nhất là 1 lít rượu, hút 1 bao thuốc lá. Có ngày ông trúng lô đề, có nhiều tiền, hút tới 4 gói thuốc. Hàng đêm đang ngủ, ông đều tỉnh dậy hút thuốc. Mỗi lần giận dỗi tôi hay bực tức với ai, ông đều lấy rượu ra uống. Ông dùng rượu thay nước, mỗi lần say thì chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Cũng chỉ vì rượu mà ông không còn là ông. Khi say xỉn, chồng tôi nói năng mất khôn và hay đi đánh bạc. Thậm chí lúc đau ốm ông vẫn đòi uống rượu. Không chỉ thế, hồi mới cưới được vài tháng, chồng nói với tôi là ông đang nợ tiền lô đề. Ông không muốn sai hẹn với người ta, nên nhờ vợ vay tiền dùm. Lúc này tôi vẫn chưa hiểu là ông có máu đề đóm, cờ bạc, nên đã đi vay tiền giúp cho ông trả nợ. Tôi từng hy vọng sau lần đó, ông nhà sẽ bỏ thói cờ bạc, đề đóm mà chí thú làm ăn. Nhưng không, cho tới khi tôi chuẩn bị sinh con, ông lại bảo đang phải cầm giấy đăng ký xe máy của 2 vợ chồng vì món nợ gần 50 triệu đồng. Tôi khóc nhiều nhưng không dám nói gì cho gia đình. Rồi tôi lại đi vay tiền của anh chị để đưa cho chồng chuộc giấy xe về. Hồi mang thai, tôi phải đi làm túi bụi đến tận lúc chuyển dạ. Bụng mang dạ chửa nặng nề, nhưng tôi vẫn phải đi gần 100 km mỗi ngày mưu sinh, nhưng thu nhập chỉ đủ để vợ chồng chi tiêu và trả tiền thuê nhà. Lúc đó tiền mừng đám cưới đã hết, nên tôi phải đi vay mượn. Tôi đã chia sẻ chuyện này với chồng, để mong ông đi làm, dù hơn 1 triệu cũng được, để đỡ đần vợ. Nhưng ông cũng chẳng nghĩ gì cả. Ngay cả khi tôi vay tiền đi viện sinh con, ông ấy cũng chẳng mảy may lo toan gì. Cuộc sống như vậy nên không thể tránh những lời to tiếng và xô xát với nhau. Vợ chồng tôi từng cãi vá rồi đánh nhau. Mỗi lần như vậy, ông đều không nói gì, chỉ nằm im nghe tôi nói. Vì thế mà tôi lại nói càng nhiều hơn. Nói lắm thành dại, ông tức quá nên lại đánh tôi. Từ lúc mang bầu, ông ấy vẫn đánh vậy, đánh rất đau, thậm chí thâm mắt và mặt, chân tay. Rồi có lần tôi đau đớn ngất đi. Lúc mới sinh con xong, tôi phải nằm một chỗ. Nhưng do không có ai chăm sóc, nên dù mới đẻ mổ được 10 ngày, tôi đã phải dậy tắm cho con và giặt quần áo thổi cơm. Trong suốt thời gian ở cứ, ngày nào tôi cũng khóc. Khóc vì chồng quá vô tâm, cứ vay tiền của bạn bè mà đi ngồi quán nhậu, chẳng ở nhà giúp tôi gì cả. Không chỉ thế, khi tôi gọi ông ấy dậy sớm để lo công việc nhà, ông vùng vằng rồi vung chân đạp tôi từ sau lưng. Ngay cả con quấy khóc ban đêm, ông cũng không trông giúp tôi gì cả. Tôi từng đi tìm việc cho ông ấy làm, thì ông không chịu mà cứ nằm y ở nhà. Tôi nịnh mãi ông mới chịu đi, nhưng làm việc để chống chế, rồi bị mọi người chê trách đến tai tôi. Tôi lựa lời góp ý, thế là ông ở nhà luôn. Rồi mỗi lần về quê, ông chẳng muốn làm gì cả. Cứ có đám gì là ông vay tiền ngồi chơi bài đến tận sáng mới về. Đi đâu người ta cũng trách khéo chồng, nhưng tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Giờ thì tôi không tính nổi là ông đã vay cả thảy bao nhiêu chỗ. Tôi cũng không còn khả năng trả nữa. Đã nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên chồng, nhưng rồi ông lại bỏ ngoài tai. Bao nhiêu năm rồi, nhưng tôi vẫn còn rất yêu chồng và nghĩ lại thương ông ấy nữa. Từ ngày lấy tôi đến giờ, người ông chỉ còn không xương, không còn đẹp trai như ngày trước. Ông gầy gò và ốm đau liên tục. Ông đã từng bị bệnh lao, phổi, rồi tai nạn làm hỏng cả xe. Tất cả là do rượu mà ra. Tôi đã tự động viên mình là phải cố gắng vì hy vọng ông sẽ thay đổi khi có con cái. Nhưng hơn 30 năm nay tôi âm thầm khóc. Cứ nghĩ cảnh thiếu thốn tiền bạc và sự lạnh lùng của ông là tôi buồn. Không biết mình sẽ chịu đựng được đến khi nào. Trong chuyện chăn gối, ông cũng lạnh nhạt với vợ. Thì thoảng vợ chồng mới quan hệ, nhưng là để cho ông thỏa mãn mà thôi. Chứ với tôi chuyện đó không còn là hạnh phúc từ rất lâu rồi. Không biết do tôi cả nghĩ hay không, nhưng mỗi lần làm chuyện đó, ông dường như đều nghĩ về người yêu cũ. Vì trước đây ông yêu một người,
nhưng vì xa quá mà gia đình phản đối không cho lấy. Rồi ông luôn miệng chê tôi già và xấu. Tôi biết bản tính chồng là tốt, chỉ tội hơi trẻ con. Rồi những lúc nóng này tôi hay nói quá đáng, vì điều này mà ông bảo là không còn tình cảm với tôi nữa. Ông hiền lành và con nhà nề nếp, gia cảnh khó khăn. Thời gian tôi bị nghén, ông cũng chăm sóc tận tình và chu đáo, khiến tôi cảm động rơi nước mắt. Gần 2 tháng nay, vợ chồng tôi không nói với nhau điều gì. Tôi có chủ động nói chuyện, ông cũng không đáp, mà chỉ khi nào hỏi mãi, ông mới ậm ờ nói có hoặc không. Ông bảo hết yêu tôi, nhưng cũng không thể ly dị được vì nề nếp gia đình hai bên và vì con nữa. Tôi thực sự quá tủi thân. Quý vị ạ, thân là một người vợ nhưng lại phải oằn mình, vắt kiệt sức ra để lo cho chồng con. Trong khi chồng thì sức vóc nam nhi mà chỉ ở nhà tiêu tiền vợ, bắt vợ trả nợ, còn bạo hành vợ nữa. Cha mẹ là tấm gương để con cái soi vào. Nếp sống, cách sinh hoạt, bầu không khí của gia đình là môi trường giáo dục của con cái. Với cả hai điều đó, cha mẹ phải có trách nhiệm hoàn thiện mình, tổ chức gia đình êm ấm vì con. Nếu một người chồng, ngay cả khi đầu đã hai thứ tóc rồi, vẫn không thể, hay nói thẳng ra là không muốn gánh vác vai trò người chồng, người cha, thì quả thật, người vợ đã chọn nhầm chồng rồi. Câu chuyện thứ 3. Chồng ăn bám mà vẫn ngoại tình. Năm nay tôi 55 tuổi, lấy chồng mấy chục năm nay. Tiếng là làm vợ, nhưng tôi lại như một người chồng, việc gì cũng đến tay. Một mình loay hoay vật lộn với cuộc sống với bao thứ ở đời. Dù bản thân có vất vả thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi cũng cố gắng để lo cho gia đình. Tôi tự nhận thấy mình là người luôn biết giữ trọn đạo đức của người đàn bà, đặt sự thủy chung lên hàng đầu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi chấp nhận mình là một bờ vai, chỗ dựa cho chồng tôi và các con mà chẳng hề oán thán hay than vãn với ai. Nhưng mấy năm trở lại đây, chồng tôi có chút thay đổi. Ông ấy thường đi sớm về muộn, đi hát karaoke với bạn bè. Chỉ là do thời gian này dịch bệnh nên không thể thường xuyên đi đêm, đi hôm được nữa, nên mới chịu khó ở nhà. Nhưng nói vậy thôi, chứ một tuần ông ấy vẫn phải đi ít nhất là 3 buổi. Mải lo làm ăn, tôi chỉ nghĩ đơn giản. Ông thích thì đi hát, nóng nực thì uống một vài ly nước, tinh thần vui vẻ lên thì cũng tốt. Chứ ở nhà mà suốt ngày ca thán, đá thúng đụng nia thì tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi cũng để ý, 2 năm nay chồng tôi đặc biệt chú ý đến vẻ bề ngoài. Từ cách ăn mặc cho đến đầu tóc, thích ăn diện. Còn hỏi các con tôi xem nước hoa loại nào tốt, loại nào thơm. Ngày nào đi ra đi vào cũng chải chuốt bóng bẩy. Mà nói thật, ông ấy cũng gần 70 rồi. Về nhà, ông vẫn cư xử với tôi rất đúng mực, vui vẻ. Nhưng tối nào cũng đi, dù là trời mưa lạnh. Cách đây vài tháng, tôi có nghe thiên hạ đồn đại, ông ấy có mối quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ đã quá chồng. Các con của tôi nhiều lần đọc được tin nhắn hẹn hò của hai người. Cứ tối đến, họ lại đèo nhau đi chơi, đi uống cà phê hoặc đi hát ở các hàng quán trên thị trấn. Tôi bắt đầu tìm hiểu và theo dõi thì mới vỡ lẽ ra chuyện là có thật. Tôi buồn và đau khổ vô cùng. Tôi có thể chịu được mọi thói xấu của chồng như rượu chè, lười làm, ham chơi. Nhưng riêng chuyện bồ bịch trai gái thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi đã cố gắng cư xử rất có văn hóa, nhưng ông lại là người làm to chuyện dù biết mình đã sai. Đúng kiểu cả vú lấp miệng em. Nhưng lần này tôi không thể chịu đựng được nữa nên đã dọa ly dị. Lúc đó, ông ấy mới bắt đầu xuống nước và khóc lóc xin lỗi tôi trước mặt các con và cả hai bên nội ngoại nữa. Mẹ chồng tôi cũng xin tôi tha thứ cho ông ấy. Cũng vì gia đình, vì các con và bao mối quan hệ ràng buộc nên tôi tha thứ. Tôi cố gắng bỏ qua
để sống cho yên ổn. Tôi vẫn vậy, vẫn cam chịu và nhường nhịn, chiều chuộng ông ấy. Mọi thiệt thòi, vất vả tôi đều nhận về phần mình. Nhưng quả thật, cho dù cố quên thì lại càng không thể. Nghĩ đến họ đã từng quấn quýt bên nhau là tôi lại ức nghẹn cổ họng mà nước mắt tuôn ra. Tôi không thể nào bình tĩnh được nữa. Tính khí tôi trở nên thất thường, nên giữa tôi và ông ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Vừa rồi tôi lại phát hiện họ vẫn còn liên lạc với nhau. Giờ tôi mới ngẫm ra một điều. Trong hôn nhân mà hai người không còn lòng tin thì cuộc sống rất mệt mỏi. Tôi thấy ấm ức vô cùng và nhận ra một điều. Những hy sinh của tôi thật là vô nghĩa. Ông ấy chịu nhún nhường tôi lúc này chẳng qua vì nếu rời bỏ tôi thì ông ấy cũng không thể tự nuôi sống được bản thân mình. Nếu tôi không vững vàng, độc lập về kinh tế, không làm ra tiền để ông ấy rảnh rang cờ bạc, hát hò, trai gái, liệu ông ấy còn tốt với tôi không? Hai đứa con thấy tôi tiểu tụy nên chúng khuyên tôi ly hôn. Đã có lúc tôi nghĩ đến điều này, nhưng rồi tôi lại không quyết tâm. Hai đứa con tôi còn một đứa chưa lập gia đình, tôi ngại ly hôn rồi lại ảnh hưởng đến các cháu. Đến là nhục. Thưa quý vị, phụ nữ không sợ nghèo, không sợ khổ, chỉ sợ lấy nhầm chồng. Bởi nghèo khổ mà vợ chồng yêu thương, bảo ban nhau rồi sẽ vượt qua hết. Còn lấy nhầm chồng, phải người chồng tệ bạc, vô tâm thì cuộc đời coi như rơi vào bể khổ. Trong hôn nhân, dù là lúc trẻ hay khi đã già, người phụ nữ vẫn luôn nhận phần thiệt về mình để chồng con được sung sướng. Tiếc rằng những người chồng vô tâm, ích kỷ lại chẳng bao giờ cảm nhận được sự hy sinh đó của vợ mình. Thế nên đôi khi nhẫn nhịn, cam chịu không phải là cách hay để giữ gìn hôn nhân đâu quý vị ạ. Có chồng đã lười, đã ăn bám, lại còn ngang nhiên ngoại tình thì tốt nhất nên buông bỏ sớm để giải thoát cho bản thân khỏi những năm tháng đau đớn cuối đời. Câu chuyện thứ tư, cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng ghen tuông. Bà Hạnh năm nay 61 tuổi, lấy chồng 25 năm. Chồng bà hơn bà 8 tuổi, là người cùng xã nhưng khác thôn. Vợ chồng bà đến với nhau không vì tình yêu mà qua mai mối. Về làm dâu nhà chồng, bà mới biết mẹ chồng không ưa gì bà. Mẹ chồng bảo bà là dạng gái hư hỏng vì có cặp mắt dắt trai lưng quần. Người gì đâu mà mắt đen, môi đỏ. Chỉ vì thế thôi mà bà bị ghét. Thế nên suốt 3 năm đầu sống chung với mẹ chồng, bà Hạnh cực khổ đủ điều, phải chịu bao sự cay nghiệt của mẹ chồng. Bữa nào cũng cơm chan nước mắt, mặc dù bà đã cố gắng hết sức để sống trọn đạo làm dâu, không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Sau 3 năm sống chung, vợ chồng bà Hạnh được ra ở riêng, nhưng chồng bà Hạnh lúc nào cũng coi mẹ mình là nhất. Bất kể chuyện gì, ông cũng chỉ nghe theo mẹ. Mẹ ông nói gì cũng đúng. Lại thêm tính gia trưởng, độc đoán, ghen tuông vô lý, nên chồng bà không cho bà một tí tự do nào hết. Bà đi đâu, làm gì, gặp ai, gặp người ta, rồi nói những chuyện gì, đều phải được sự đồng ý của ông. Ông chẳng bao giờ rời mắt khỏi bà, đi đâu cũng phải có ông đi cùng. Chồng bà không sắm cho bà quần áo mới, không được dùng mỹ phẩm, dù chỉ là một chút. Dù biết rõ trong nhà chẳng có những thứ đó, nhưng thỉnh thoảng chồng bà vẫn lấy tay miết vào mày, vào môi bà để kiểm tra xem có dùng mỹ phẩm không. Bà không bao giờ có được 1.000 đồng trong túi. Mỗi lần đi chợ, chồng bà lại đưa tiền cho bà, rồi về kiểm tra xem bà mua những gì, hết bao nhiêu tiền. Nhiều khi muốn mua cho con cái gì hay là cho chúng nó ít tiền tiêu vặt, bà phải chắt bóp từng nghìn một để cho con. Làm vợ bao nhiêu năm, đã có với nhau 3 mặt con rồi mà chưa ngày nào bà được sống đúng nghĩa. Lúc nào làm gì và ở đâu, bà cũng bị kiểm soát chặt. Cứ như thể mình là tội phạm vậy. Ngoài 3 đứa con ra, bà chỉ biết làm bạn với ruộng đồng, bò, heo, gà, vịt. Chồng bà chưa bao giờ nhìn bà với cái nhìn âu yếm, chẳng nói được một câu ngọt ngào.
lúc nào cũng ném vào người bà cái nhìn soi mói, đa nghi, miệt thị bà đủ điều, dù bà chẳng làm gì trái ý ông cả. Bà có mong muốn gì quá đáng đâu, bà chỉ mong chồng cho mình một chút tự do, được mua những gì mình thích cho mình và cho con, được gặp gỡ bạn bè, họ hàng, được đi dạo, đi tập thể dục. Thế nhưng tất cả những điều đó không bao giờ bà có được. Bà luôn phải sống trong nỗi buồn và nước mắt. Những khi không chịu đựng được, bà lại vào nhà vệ sinh hoặc chạy ra cánh đồng vắng để khóc cho thỏa nỗi khổ của mình. Những lúc như vậy, bà khóc như chưa bao giờ được khóc. Càng khóc càng thấy mình thật cô đơn và bất hạnh. Rồi bà lao vào làm việc như một người điên. Bà chỉ còn biết lấy công việc để quên đi nỗi buồn của mình. Hàng xóm không biết cứ khen bà chăm chỉ, chịu thương chịu khó, làm quần quật ngày đêm không biết mệt. Nhưng họ nào có biết, bà vừa mệt cả thể xác lẫn tinh thần đến như thế nào. Đã có lúc bà nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt này. Nhưng vì ba đứa con nên bà lại không nỡ làm thế. Cũng may là trời cho bà ba đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi. Có lần con trai bà bắt gặp bà khóc ngoài đồng. Nó bảo rằng nó đã biết chuyện bà phải chịu đựng sống khổ sở bên bố nó bao năm qua. Con trai động viên bà cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Đợi khi nào đứa út vào đại học thì nó sẽ đón bà lên thành phố để mẹ con sống chung với nhau, cho bố nó ở nhà một mình. Biết lỗi với vợ con rồi thì hãy về. Đến khi con trai lớn của bà vào đại học, kinh tế gia đình khó khăn hơn, bà năn nỉ xin chồng cho mình đi làm công nhân để có thêm thu nhập. Nhưng chồng bà không đồng ý. Ông bảo rằng đàn bà đi làm công nhân 10 người thì trai gái hết 9 rồi. Chồng bà như thế này thì chắc chắn là không ngoại lệ. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà lại năn nỉ, tỉ tê, nên cuối cùng chồng bà cũng đồng ý với một điều kiện là nếu ông mà nghe ai nói bà có chuyện lén phén với trai thì ông xử bà luôn, không cần có bằng chứng. Một năm bà đi làm công nhân là một năm bà được tự do nói cười với mọi người thoải mái mà không lo chồng mắng chửi. Chỉ đến tối về nhà bà mới lại câm lặng trở lại cuộc sống ngột ngạt xưa kia. Thế nhưng có lẽ đời bà chưa hết khổ. Đầu năm nay, không hiểu có ai độc mồm, độc miệng, lại đồn là bà cặp kè với một cậu hàng xóm, kém bà 6-7 tuổi gì đó. Cậu ta lại ốm tong teo, gầy như que củi. Bà chẳng mấy khi được gặp gỡ, tiếp xúc với ai, nên cũng chỉ biết qua về cậu ta thôi, chứ nào có mấy khi nói chuyện, càng chẳng bao giờ có quan hệ gì. Thế mà giờ lại có tin đồn tày đình đó và đến tai chồng bà. Thế là bà bị chồng chửi mắng, đánh đập không thương tiếc. Dù bà có thanh minh thế nào, chồng bà và gia đình nhà chồng cũng không nghe. Mẹ chồng bà lột hết quần áo, lôi bà ra ngoài đường bêu rếu cho nhục nhã. Anh trai của chồng bà thì cấm bà đến nhà, bảo là nếu bà đến thì sẽ lây sự xấu xa cho chị dâu. Cả họ nhà chồng không ai tin bà cả. Chồng bà vẫn chửi mắng và đánh bà hàng ngày. Bà vừa đau khổ, vừa thấy tủi nhục vì bị oan ức, vừa lo lắng một đứa con bà năm nay đang học lớp 12. Cứ đà này cháu sẽ không thể học hành gì được và sẽ trượt đại học mất thôi. Sau một thời gian dài, bà phải chịu đựng sự ghen tuông của chồng, vừa thanh minh giải thích cho mình. Cuối cùng chồng bà cũng nói là tạm tin bà, vì ông quản lý bà quá chặt, chẳng có lúc nào để bà gian díu với người khác. Nói là tạm tin vậy thôi, nhưng ông vẫn gây sự để chửi mắng bà hàng ngày. Đã có lúc bà nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình khỏi nỗi nhục nhã và đau khổ. Nhưng nếu bà chết đi thì sẽ là ích kỷ với các con, rồi người đời sẽ bảo rằng bà quan hệ bất chính thật, giờ xấu hổ không chịu nổi nên phải tìm đến cái chết. Thế là bà lại đành gắng gượng để vượt qua. Cũng may là các con hiểu bà, chúng động viên bà rất nhiều. Chuyện oan ức này chưa qua thì bà lại phải gánh chịu sự hành hạ nữa của chồng,
khi ông ta để đâu mất 400.000 đồng. Ông đổ cho bà lấy trộm rồi lại hành hạ bà đủ kiểu, khiến bà càng thấy nghẹt thở. Cùng lúc phải chịu đựng hai nỗi oan ức, chẳng biết phải giải oan và thanh minh cho mình thế nào. Nên bây giờ hàng ngày, bà vẫn phải mang bộ mặt sưng húp, sưng híp đi làm. Bà thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Quý vị ạ, người ta vẫn thường nói, phụ nữ lấy chồng như đánh cược một canh bạc, xinh đẹp, giỏi giang đến mấy cũng không bằng sự may mắn. Thực tế cho thấy có những người phụ nữ từ địa vị, học thức đều cao, nhưng cuộc sống gia đình cực kỳ chuyên chuyên. Chồng suốt ngày nhậu nhẹt, gái gú. Lại có người lấy phải những ông chồng có tính ghen tuông thái quá, gia trưởng hay đánh đập vợ con. Phụ nữ lấy nhầm chồng là điều bất hạnh và đau khổ nhất một đời, đặc biệt là khi già rồi nữa. Nhưng quý vị ạ, hạnh phúc hay khổ đau của cuộc đời không phải do người đàn ông quyết định, mà hãy để bản thân mình tự định đoạt. Vì cuộc đời đó là của quý vị, do quý vị làm chủ. Nếu như quý vị lấy nhầm chồng, đừng ngần ngại để lựa chọn lại. 50, 60, 70 thì đã sao? Khi cuộc sống của quý vị bình yên, quý vị mới có thể chăm sóc và cho con cái một cuộc sống tốt, vui vẻ. Không nên vì hạnh phúc giả tạo mà cố gắng giữ một gia đình không còn tiếng cười. Nó giống như việc quý vị đang ôm một chậu xương rồng trong lòng, rất đau đớn. Tận cùng của sự ngu dốt chính là đầu hàng trước số phận, rồi mỗi đêm tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, phải nhẫn nhịn. Là phụ nữ, dù trẻ hay già, hãy sống cuộc sống ngang tàng và hãy là chính mình. Kể cả khi đã bước vào tuổi già thì quý vị cũng đừng sợ hãi mà hãy chấm dứt sớm với một ông chồng không xứng đáng, làm cho bản thân người đàn ông đối xử tệ bạc với quý vị, cảm thấy hối tiếc vì đã không trân trọng quý vị. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Khi gió mùa thổi về phía mẹ. Cô con gái lớn của tôi mua về rất nhiều len và kỳ cạch ngồi móc những chiếc áo. Ngoài giờ học online ra, hễ ngó vào phòng là tôi thấy con đang áp đôi tai nghe vào tai, đầu lắc lư và tay thì thoăn thoắt chiếc kim móc sáng bóng. Có lẽ nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên về một thiếu nữ cất tiếng khóc chào đời trong một căn nhà có từ thời thuộc Pháp trên phố cũ Hà Nội, thuộc thế hệ Gen Z, lại có thể cắm cúi ngày này qua ngày khác với mấy cuộn len. Móc xong 3 chiếc áo, ngày nào cô nàng cũng xem thời tiết, đợi trời rét để được mặc áo mới ra đường. Con gái tôi như một bước nhảy cóc từ mẹ tôi, tức bà ngoại của nó, bỏ qua tôi. Tôi thuở bé cũng nhì nhằng học đan lát thêu thùa, nhưng đều bỏ dở. Còn mẹ tôi thì, hễ những cơn gió mùa đầu tiên ùa tới là tôi lại nhớ đến hình ảnh bà ngồi bên bếp lửa, canh nồi rượu to đùng cao ngất ngường, nghe câu chuyện cảnh giác trên radio và tay thoăn thoắt đan len. Nhưng cái thời ấy đâu có nhiều len như giờ. Cứ vào những ngày cuối thu đầu đông là mẹ bắt đầu sửa soạn tủ quần áo chăn màn. Mẹ mang những chiếc áo len của anh em chúng tôi ra để kiểm tra lại. Thường thì chúng tôi lớn nhanh lắm, mùa đông sau thì đã không mặc được đồ của mùa đông trước. Mẹ ướm áo cho từng đứa. Cái đoạn ướm này là tôi nhớ nhất. Mẹ gọi 3 đứa lại trước mặt. Anh em tôi cách nhau cũng khá xa. Cứ 4 năm mẹ mới đẻ một đứa, nên hầu như năm nào anh cũng hơn em tầm một cái đầu. Mẹ tôi lấy từng chiếc áo ra. Đầu tiên là ướm vào người anh cả, không vừa. Ướm lại người anh hai, vẫn không vừa. Thế thì đến tôi không phải ướm nữa, cứ đương nhiên mà kế thừa cái áo ấy. Tôi nhớ có năm mẹ ướm hết 3-4 cái áo mà anh cả tôi vẫn chả vừa cái nào. Năm đó anh ấy lớn vọt lên. Anh tôi nhìn mấy cái áo đã xếp sang phía các em, mặt ngẩn ra, mắt đỏ đỏ lên, mũi cũng đỏ đỏ lên. Tôi đoán là anh sắp khóc òa đến nơi. Mà anh khóc thì kiểu gì tôi với anh thứ hai cũng khóc theo. Anh em tôi cứ có cái kiểu thế, khóc là khóc cả đàn.
Nhưng anh tôi chưa kịp khóc thì mẹ đã nói: "Yên tâm, để mẹ đan áo mới cho." Thế là anh tôi hét toáng lên: "Ôi, tự dưng mình lại có áo mới." Mắt mũi anh vẫn đỏ, nhưng miệng thì cười toe toét. Giờ thì đến lượt tôi xị mặt ra. Tôi bé nhất nhà, nên xuân hạ thu đông gì, tôi cũng là đứa mặc thừa nhiều nhất. Tôi chỉ hết phải mặc thừa khi tôi đã ra dáng con gái hẳn hoi. Và hai ông anh cũng nghịch ngợm quá, nên lúc quần áo chật thì cũng rách. Mẹ tôi đan áo mới cho thằng anh bằng cách gỡ những chiếc áo len, mũ len cũ của cả nhà ra. Thường thì chúng thủng lỗ chỗ rồi. Mẹ lấy từng đoạn len nối lại để đan áo mới. Và vì len trộn lẫn của mấy món cũ nên không những nó chi chít mối nối mà còn 3-4-5 màu. Nhưng bằng cách nào đó, đôi bàn tay chi chít vết sẹo lao động của mẹ đã biến đống vụn len hổ lốn ấy thành một chiếc áo mới tinh, kẻ ngang, phối màu rất hợp lý. Anh cả tôi đi chơi thì thôi, hễ về đến nhà là lao ngay đến chỗ mẹ đang ngồi đan háo hức đòi ướm lên người. Tôi nghe thấy anh bảo mẹ: "Mẹ có thể thêm cho con một cái máy bay màu xanh ở ngực không?" Anh tôi mơ làm phi công giỏi ạ. Anh ấy mơ từ lúc còn là cậu nhãi nhép đến tận năm lớp 12, người ta về trường tuyển phi công, anh cũng nhăm nhăm đi tuyển. Mà chả hiểu có cái răng sâu thế nào đó nên bị đánh trượt mất. Mẹ tôi bảo mẹ chưa nhìn thấy cái máy bay bao giờ nên không đan được. Vừa nói mẹ vừa mủm mỉm cười. Cuối cùng thì áo của anh tôi cũng được đan xong. Đương nhiên là không có máy bay. Và tốt nhất là đừng bao giờ để lộ mặt trái ra, vì nó chi chít mối nối, giống như có một đàn bọ bám vào tổ vậy. Năm này qua năm khác, mẹ dùng những ngày mùa thu cuối cùng để sửa soạn cho đàn con đủ mỗi đứa một chiếc áo len. Áo nào của anh em chúng tôi cũng đầy mối nối ở mặt trái và đan cài vài màu. Mẹ tôi giỏi đan lắm, bà có thể vừa nói chuyện vừa đan áo, không cần phải nhìn vào kim đan. Đôi kim đan cứ thoăn thoắt, xoay trở trong tay bà không một lần vấp lỗi. Chúng tôi sẽ mặc những chiếc áo len ấy suốt mùa đông, không giặt. Mùa đông con nhà nghèo dường như kéo dài hơn bây giờ rất nhiều. Ngày nào cũng lê thê và mưa triển miên nữa. Áo len mà mang ra giặt thì có thể cả tuần liền chưa khô. Kể cả mang vào bếp để hong cũng không tài nào khô được. Nên chúng tôi cứ mặc suốt. Mẹ dặn cách giữ áo đỡ bẩn bằng cách mặc ở bên trong một chiếc áo cánh rồi mới mặc áo len. Bên ngoài áo len lại một chiếc áo cánh nữa. Có giặt thì chỉ giặt áo trong và áo ngoài. Áo len cởi ra lại mặc vào. Giờ đang là tháng 11 và tôi nhớ đến mức cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cái buổi chiều nào đó, khi những tia nắng vớt vát của mùa thu xuyên qua ô cửa sổ và chiếu lên nền đất, bọn tôi đứng thành hàng ngang ở đúng cây ô có nắng xuyên ấy, chờ đợi mẹ mở hai cánh cửa tủ ra. Cái tủ cũ, nhiều hơn tuổi anh cả tôi, bằng gỗ. Hai tay nắm cũng bằng gỗ, và một cái ổ khóa to đùng treo lủng lẳng ở giữa. Khi mẹ mở cánh tủ bên trái, kẹt một tiếng, mùi băng phiến thơm lừng ùa ra. Tôi cảm thấy có một chú chim nhỏ đang đập cánh trong lồng ngực mình. Tôi nhớ cái áo của mùa đông năm ngoái, nó pha giữa màu đỏ, vàng và xanh lá. Năm ngoái tôi mặc vừa vặn lắm, mỗi khi mặc nó, tôi có cảm giác mình như một con gà con vừa mới nở, bông xù, mềm mại, rực rỡ. Tôi chỉ sợ mình lớn lên, mình cao hơn, chiếc áo sẽ cộc mất. Chỉ mới nghĩ đến thế thôi, tôi đã sắp khóc đến nơi. Rồi sẽ đến cái buổi sáng nào đó, khi gió mùa về, người ta thường gọi đó là gió mùa đông bắc, vì nó thổi về từ hướng đông bắc. Nó rất dễ nhận ra, bởi vì mọi cơn gió mùa hè thu đều thổi từ trong khe núi ra, xuyên qua những vạt cây rừng và ùa vào nhà tôi từ phía đầu hồi bên trái. Nhưng gió mùa đông bắc thì đến từ hướng ngược lại, từ phía dòng sông. Nó sẽ thổi về từ bên phải.
Và đương nhiên, nó mang theo hơi lạnh. Nó thản nhiên, vô cảm, đầy tính dọa nạt. Cuối cùng thì tôi vẫn mặc vừa cái áo gà con ấy nốt một mùa đông nữa. Tuy rằng nó đã cộc đến hở cả bụng ra. Tôi chỉ cao lên thôi, chứ không to ngang thêm tí nào. Ống tay áo cũng cộc lửng lơ. Mẹ tôi chưa kịp nói gì thì tôi đã vội vàng. Vẫn vừa mẹ ạ. Mẹ mỉm cười, nhưng tôi thấy mắt mẹ đỏ lên. Mẹ quay mặt đi. Đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng hình như càng lâu lại càng nhớ những ngày đông giá của mẹ hơn. Và khi nhìn cô con gái từ phía sau lưng, lúc nó đang cắm cúi tự móc áo len, tôi thấy hình bóng mẹ tôi ở đây. Mẹ tôi không được đi học, bà tự học để biết chữ. Chính xác là bà đã tự học để biết chữ, và bà bắt đầu học kể từ khi làm mẹ. Nhưng chữ mẹ tôi rất đẹp, kỳ lạ thế. Mẹ tôi nói, bởi vì cuộc đời mẹ thiệt thòi nhất là không được đi học. Ước mơ lớn nhất lúc nhỏ của mẹ cũng là được đến trường mà không thành hiện thực, nên mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể cho các con được đi học. Cứ học đi, học hết chữ, hết khả năng thì thôi, bao lâu mẹ cũng nuôi được. Tôi cứ nghĩ nếu như tôi không được một người mẹ như vậy sinh ra, thì không biết cuộc đời tôi bây giờ đã trôi về đâu. Hai chữ biết ơn dành cho người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ là đủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.